Mình xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cách chúng ta tắt cái quảng cáo mà hiển thị góc phải màn hình. Thì để làm cái việc này thì chúng ta có hai phương pháp. Một là chúng ta cài cái Adblock, cái phần mềm này trên mạng chúng ta đào bạn chúng ta cài rồi chúng ta sử dụng thôi. Phần cách thứ hai thì chúng ta có thể là thiết lập trên cái phần mềm trình duyệt web của mình. Ví dụ ở đây chúng ta sờ vào cốc cốc thì các bạn vô kích chuột chuột trái trên này và các bạn vô cài đặt, thì các bạn search trên cái đặt tìm kiếm này, các bạn tìm cái từ cài đặt thiết lập web, bạn đánh chữ web cũng được. Dưới này nó hiện ra là cài đặt trang web, mình kích vô. Thì dưới mục này có phần quyền nè, nó có cái mục thông báo, thì bạn kích vô. Trong dưới này á là cái phần mà nó đã chặn rồi, còn phần dưới này là đang cho phép. Thì ví dụ cái mà nó đang hiện như màn hình chúng ta là cái mà gì check kill gì đây, thì bạn xem cái này nè, nó sẽ có dưới này, nó chính là cái này. Thì bạn muốn tắt cái này không hiển thị nữa thì bạn kích vô bên thao tác khác, bạn chọn là chặn. Thì tương tự như vậy bạn làm hết những cái còn lại, như là mình làm hết đi. Thì sau này những cái tin liên quan tới cái trang đó nó sẽ không hiển thị lên nữa. Đó. Thì thao tác như vậy là xong. Bây giờ nó không hiển thị nữa rồi. Đó. Thì ngoài ra bạn có thể là cài phần mềm Adblock này, bạn thiết lập nó là ở đây nó có một là quảng cáo chấp nhận được, thì cho phép quảng cáo chấp nhận được. Thì cái này nếu mà bạn muốn sạch hết luôn thì bạn có thể là tắt luôn, thì tất cả những cái quảng cáo liên quan thì nó sẽ tắt sạch hết. Đó. Vậy thì với cái hai cái thao tác vừa rồi thì bạn sẽ không có còn băn khoăn lo lắng về quảng cáo hay hiện lên màn hình. Thứ nhất là nó sẽ là gây phiền toái cho bạn khi bạn thao tác trên máy. Thứ hai nữa là chẳng hạn máy tính của bạn mà có trẻ em mà hay dùng, giả sử trẻ em đang xem video trên YouTube hoặc giả đang thao tác máy tính mà nó hiện ra những quảng cáo chẳng hạn như là bên những người và chỉ dành cho 18 cộng người lớn thôi, thì nó sẽ không có tốt cho trẻ em. Đó thì những cái điều như vậy mình muốn nói với các bạn. Thì thao tác là đơn giản. Thì ở đây thì thao tác đối với phần trình duyệt web cốc cốc cũng như Google Chrome thì nó cũng tương tự như nhau. Thì các bạn cứ việc vô cái phần cài đặt mà các bạn chỉnh, bạn tìm cái việc là hiện thông báo, bạn tắt nó hết, chặn hết. Hai phần hai cái trình duyệt web này nó tương tự như nhau. Đây, thì qua đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích thì bạn like, share để các bạn khác cùng biết và nhận được những video tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn.